Em nhìn chiếc gương miệng này đi mà cô. Em biết không, nó từng thuộc về nữ hoàng Elizabeth. Chị sẽ đổi gương miệng ở bàn khách tư. Canh chừng gương miệng giùm chị nhá, mà cô. Được rồi, đến giờ rồi. Tụi tôi giúp đỡ nhỏ quan. Các bạn không cần phải lo lắng đâu. Chuẩn bị vào chuồng đi ngủ trộm. Hai chị con chó vô đây quá. Dễ thương quá. Anh là ai? Anh đang làm cái gì ở đây? Tôi chỉ Trời ơi, nó đâu rồi? Cái dương miệng đâu rồi? Giữ lại cho tôi. Ê, họ cắt được cho tôi. Có chuyện đó. Giờ coi như tụi mình quề nha. Anh nghe cho rõ đây. Đồ trang sức của chủ nhân tôi bị ăn trộm rồi. Là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ bù đắp cho cô. Cứ theo tôi nha. Ở ngoài này đẹp quá trời luôn nè. Sẵn sàng chưa Mango? Đây là chiến hữu của tôi. Rất hân hạnh được gặp thưa quý cô. Ở đây coi chừng nha. Là nó kìa. Đây là chiếc dương miệng nổi tiếng phải không vậy? Không thể như vậy được. Hỡi nữ hoàng Elizabeth, chúng tôi gọi uy danh người. Chúng tôi mong chờ được nghe người rất giỏi. Thì ra đây là cái kết sắt mà con người cất kho báu. Không phải, không có mùi của trang sức quý giá gì ở đây hết á. Còn có một tác phẩm điêu khắc độc đáo quá trời nè. Ba được quy rồi. Em đâu? Chúng ta phải chạy nhanh lên. Đây chính là duyên phận đó mà cô. Tôi đang bay thì gặp con chó hoang cũng đang bay. Tôi lạng qua một hồi mới né được. Chém gió hấp trên đời này làm gì có chuyện chó bay.